Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng kết coi nha các bạn rồi và đây là cái thông báo mới nhất của nó nha các bạn đó là người dùng sẽ được chủ động rút tiền bằng cách tương tác với hợp đồng thông minh được triển khai trên mạng co và mặc dù không phải trả cho chúng tôi bất kỳ cái khoản phí nào nhưng mà bạn phải có một lượng nhỏ co trong ví của các bạn để mà trả phí giao dịch cho uh, xác thực trên mạng co rồi và cái phí ga mà ước tính là 0.003 co nha các bạn. Nó chỉ tương đương với 0.0027 đô thôi. Thì đây là một con số khá là nhỏ nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải còn có nha. Còn có khoảng 0.003 co này. Để mà các bạn có thể rút về ví Metamask nha các bạn. Đây là cái phí giao dịch nha. Chứ không ngồi ra các bạn không tốn bất kỳ chi phí nào nha các bạn. Rồi và nếu mà bạn nào mà chưa biết cách rút cái thằng kết co này như thế nào thì ngày 15 tháng 8 là nó sẽ ngừng khai thác và nó cho chúng ta rút về ví MetaMask nha các bạn thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn là rút cái thằng này về ví metamask nha à, rồi các bạn có thể lấy vào đường link bên dưới phần bình luận á mình có để video đó để các bạn xem cách rút nha các bạn rồi tiếp theo mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng là BXR Network nha các bạn. Thì ngày 25 tháng 8 năm 2023 thì quá trình xe sẽ được bắt đầu và điều quan trọng đối với những người khai thác là làm theo hướng dẫn để duy trì trạng thái khai thác của họ. Hãy theo dõi các bạn cập nhật và sẵn sàng cho một hành trình khai thác tuyệt vời phía trước thì ngày 25 tháng 8 nó sẽ mở KIC nha các bạn và bữa nay là còn khoảng hơn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ được KIC nha và hiện tại bạn nào chưa khai thác cái thằng BSR thì các bạn có thể khai thác càng sớm càng tốt nha các bạn và tiếp theo mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng uh, giống cái thằng BSR luôn đó thằng BNB Network nha các bạn đây là thông tin của cái thằng BNB Network nha thì uh, tin tốt thú vị cho những người đam mê tiền điện tử đó là giới thiệu thẻ Visa BNB trên nền tảng đó là BNB dự kiến ra mắt vào năm 2024. Hãy sẵn sàng trải nghiệm đó là hoạt động khai thác tiền điện tử liền mạch với ứng dụng sáng tạo BNB. Đây hai cái thằng này giống nhau luôn nha các bạn. Cái thằng BNB và cái thằng BSR Network hai cái thằng có cái cơ cấu cũng như là kiểu hai thằng nó có cái giao diện khai thác giống nhau luôn nha các bạn thì hai thằng này mình cũng sẽ để đường link bên dưới phòng bình luận nha các bạn không nên bỏ qua nha và hai thằng này nó có lộ trình khá là cụ thể nữa nha các bạn đó là năm 2024 nó sẽ mở cho chúng ta đó là lên sàn và giao dịch nha cho nên hai thằng này là có lộ trình khá cụ thể và rõ ràng cho nên các bạn không nên bỏ qua nha rồi tiếp theo đó là cái thằng IC Network thì hiện tại á, các bạn có thể nhìn thấy khi mà các bạn đăng nhập vào á thì nó sẽ xảy ra cái sự cố nha các bạn. À, hình như nó đang gặp lỗi đó cho nên không có vấn đề gì đâu. Cái này thì uh, sẽ đội ngũ sẽ sớm khắc phục uh, cho chúng ta nha các bạn cho nên ai cũng bị lỗi chứ không phải là tại có nhiều bạn nhắn tin hôm mình là cái thằng IC nó bị lỗi phải không thì đúng các bạn nó đang bị lỗi nha. Cho nên chúng ta chờ khắc phục sự cố nha hoặc là nó có thể đang update lên một cái phiên bản gì đó các bạn nha. Và video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và những cái đồng coi mình vừa nói trong video đó, mình sẽ để cái đường link bên dưới phòng bình luận nha. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác những đồng coin này càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đã đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay chung bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.